Hai, chào cả nhà. Chào mọi người có khỏe không? Chào mừng mọi người đến với kênh Cuộc Sống Mỹ Hoàng Nguyên hôm nay. Hôm nay mình chia sẻ cái đề tài là đi khám bệnh mùa dịch Covid ở Mỹ như thế nào nha. Bởi vì là cách đây mấy ngày thì cái người của mình nó sáng mình ngủ dậy cái nó hay là mệt, nó khó thở hả? Thì mình không biết là mình bị gì mà nó hơi nặng cái ngực nữa đó, mình rất là khó thở. Thì như các bạn biết đó là mình làm cashier ở siêu thị, thì một cái môi trường grocery store, mình contact rất là nhiều người á, nên mình cũng sợ cái vấn đề mà nhiễm mấy cái anh COVID này lắm đó. Thành ra là có bữa là mình ngồi dậy là mình dở cơm rồi hết, rồi mình chuẩn bị mình thay đồ đi làm rồi là nó làm cho mình khó thở, mình không đi được, mình phải gọi điện mình xin nghỉ á. Thì qua hôm sau á, thì mình vô công ty á, thì mình cũng ráng mình đi làm, á, thì manager nó có hỏi mình đó là mình có ok không. Thì mình thấy là mình cũng hơi mệt, mình nói là mình cũng hơi khó thở, với lại mình phải đeo khẩu trang nữa, thành ra là nó rất là khó chịu, mình thở không được. Thì họ giải quyết, họ cho mình về và họ đưa cái tờ giấy để mình về mình xin nghỉ. Thì mình điền vô rồi mình nghĩ lý do gì, rồi giấy bác sĩ này kia mình đem vô mình nộp cho nó, thì nó cho mình nghỉ. Thì mình đi khám bệnh đó các bạn, mình gọi điện lên cái bác sĩ gia đình của mình đó, Remedy Care Doctor. Thì họ lên cái lịch hẹn mình đó là 11 giờ mình đi khám. Nhưng mà trước khi khám á, thì cái y tá nó gọi điện cho mình nó rất là nhiều lần, nó confirm, nó hỏi mình cái triệu chứng như thế nào. Tại vì một trong cái những cái triệu chứng của cái bệnh COVID là khó thở đó, thành ra nó cũng sợ đó, thành ra là nó hỏi mình có sốt không, rồi mình khó thở như thế nào, lúc nào, rồi bao lâu, rồi nó hỏi mình là cái có kiểm tra nhiệt độ không, rồi có ho không đó. Thì mình chỉ nói là mình khó thở thôi, chứ mình không có ho mà mình cũng không có sốt đó. Thì cái cô y tá đó thì cổ mới nói là để cổ hỏi lại bác sĩ gia đình thử coi là mình cái triệu chứng của mình đó là có phải là cái triệu chứng của cái bệnh đó hay không đó. Thì cổ sẽ hỏi thẳng với bác sĩ, cổ sẽ gọi lại đó, tại vì mình cũng nói là mình làm trong cái môi trường siêu thị, cũng contact với lại nhiều customer, rất là nhiều khách hàng đó. Thành ra là mình cũng nói với họ là mình cũng muốn đi test đó, để cho an toàn á đó. Thì cổ cũng nói là để cổ nói chuyện với bác sĩ rồi cổ sẽ gọi lại sau đó. Thì trong cái quá trình mà chờ đợi á, thì sau 1 tiếng đồng hồ á, thì họ gọi lại cho mình, thì họ cũng tiếp tục hỏi cái triệu chứng của mình nữa đó. Thì hỏi là mình cho tới bây giờ mình có sốt có ho không, mình vẫn còn có thở không. Thì mình vẫn nói là mình vẫn không có sốt cũng không có ho, chỉ hơi là mệt thôi đó, thở lấy hơi lên rồi kia thôi đó. Mình nói là bị shortness of breath đó. Thì họ mới nói là bác sĩ sẽ cho mình tới một cái địa điểm cách xa cái thành phố của mình có nửa tiếng á, qua cái thành phố khác. Thì họ nói là sẽ tới cái urgent care đó để kiểm tra hả. Thì nếu mà bác sĩ họ sẽ đánh giá thử coi cái symptom của mình, cái triệu chứng của mình nó như thế nào, rồi họ sẽ quyết định là có test hay không hả. Thì mình cũng không có biết đường nữa, mình cũng phải tự chạy kiếm đường để đi tới đó. Thì tới đó nửa tiếng hồ, thì tới đó thì họ kêu mình đó là bà hãy ngồi trên xe, bà đừng có xuống xe, bà ngồi đó đi, rồi sẽ có y tá ra gặp bà đó. Thì nó nói như vậy rồi xong cái mình cũng ngồi xe mình chờ 10 phút 15 phút cái nó gọi lại, cái nó hỏi mình có sốt không, có ho không, nó hỏi triệu chứng có gì, nó hỏi rất là nhiều lần như vậy các bạn đó. Nói chung là nó cũng sợ hạn chế tiếp xúc với người bệnh đó. Thành ra nó cứ kêu mình bà cứ ngồi đó đi nha, bà đừng có xuống xe, bà đừng có vô trong phòng khám nha, bà cứ ngồi đó. Rồi mình ngồi mình chờ tiếp 10 phút nữa, 15 phút nữa, rồi nó gọi điện nữa, nó cũng
nó cũng bắt mình chờ đợi, nó cũng gọi ra hai ba lần như vậy á, rồi xong cái nó cũng hỏi đi hỏi lại cái triệu chứng của mình đó, thì mình cũng nói là mình làm mệt thôi đó, mình làm mệt. Rồi xong cái cuối cùng ấy thì nó mới kêu là thôi bây giờ bà mở cửa, bà bước xuống xe, bà đi vô phòng khám đi, sẽ có y tá đón bà ngay cửa đó. Thì theo mình nghĩ á, là nếu mà mình nó cái triệu chứng, nếu mà mình sốt hoặc là mình ho các bạn, thì nói chung là lúc mà mình ngồi quá trời, mình ngồi ngoài xe thì ở trong cái phòng khám nó nhìn ra, nó thấy, nó sẽ theo dõi cái thái độ của bạn như thế nào, cái cử chỉ của bạn như thế nào. Nếu mà nó nghi ngờ và bạn bị nhiễm bệnh COVID á, thì có thể là nó sẽ cho y tá mặc đồ bảo hộ đi ra ngoài cái parking lot đó, là lấy cái dịch của mình đó để mà nó kiểm tra. Nhưng mà thấy nó thấy quá trình của mình thì mình vẫn ok, mình không có sốt, mình không có ho, nó thấy mình không có ho thì nó mới mời mình vô phòng khám khám hả. Thì vô thì y tá nó cũng đo thân nhiệt cho mình, rồi nó cũng hỏi mình triệu chứng một lần nữa, nói chung là nó hỏi rất là kỹ luôn đó. Rồi nó hỏi mình có ho không, mà không, rồi nó đo thân nhiệt, nó thấy mình ok, nó đo cái blood pressure, có nghĩa là cái huyết áp của mình, nó thấy vẫn ok. Thì bắt đầu nó mới mời bác sĩ vô, nó mới kêu là bà ngồi để bà chờ đi, để bác sĩ gặp bà. Thì nó nói là nói chung là cái triệu chứng của bà thì không phải bị nhiễm COVID đó. Thì nó nói để bác sĩ vô sẽ khám cho bà để coi bà bị gì đó. Thì vô quá trình thì bác sĩ nó cũng hỏi lại mình, cũng trình tự cũng y như vậy, nó cũng hỏi mình triệu chứng làm sao, rồi mệt mỏi như thế nào. Rồi thì mình cũng nói là mình hay bị cái allergy á các bạn, là mình hay bị cái dị ứng á, mình hay bị viêm mũi dị ứng, là mỗi lần mà thời tiết mà lạnh á, hoặc là nóng á, hoặc là những cái mùa mà phấn hoa nhiều á, là mình hay cái mũi mình nó hay nhạy cảm á, là mình hay hắt hơi đó, mình hay hắt hơi, rồi nhiều khi nó nặng hơn một chút là nó ho, mà nặng nữa là nó sẽ làm cho mình khó thở đó. Thì hồi lúc mà mình ở Việt Nam á, thì mình cũng bị cái bệnh viêm mũi dị ứng này đó. Thì mình cũng hơi khó thở lúc ở Việt Nam á, mình cũng hơi khó thở nữa, thỉnh thoảng mình đi bộ một chút đó là mình mệt lắm, mình thở hơi lên không à đó. Thì trong lúc mà nhiều khi mà các bạn thấy mình nói chuyện á, mình cũng hay thở hơi lên là vậy đó. Rồi xong cái bác sĩ nó nói là cái triệu chứng của bà là bị bệnh asthma, có nghĩa là bệnh bệnh suyễn đó các bạn, có nghĩa là dị ứng, viêm mũi dị ứng, mình bị dị ứng thời tiết nha. Nhưng mà khi mà mình cái thời tiết mà nó lạnh á, cái không khí mà nó lạnh một chút á, là bắt đầu là khi mình bị nặng á, là bắt đầu là mình sẽ chuyển qua suyễn. Mà cái suyễn của mình á, là không phải là ho khò khè, ho nặng như những người mà suyễn nặng nha, mình dạng như chỉ dạng như cái dạng như là nó chỉ là cái cấp độ giống như là 2-3 thôi, nó gì cấp độ trung bình thôi, nó để là mid, có nghĩa là medium á, là nó để làm cho mình khó thở thôi đó. Thì cái cô bác sĩ đó cổ nói thì nói chung là bà chỉ bị asthma thôi, bà hơi khó thở. Thì bác sĩ hỏi là đó giờ bà có bị cái tình trạng này không, thì mình nói là mình đã từng đi khám bác sĩ allergy á, cái bác sĩ về 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 chuyên chuyên bác sĩ specialist về cái dị ứng á, chuyên về dị ứng á, thì bác sĩ cũng nói là mình bị asthma đó. Thì bà hỏi là mình có dùng cái inhaler chưa, là cái spray, cái ống mà nó xịt vô cái ống mà nó xịt xịt vô họng của mình á, khi mình khó thở á, thì mình xịt vô để cho mình có thuốc á, mình sẽ thở được đó, để mình lấy cái ống đó cho các đó. Thì đây là mình sẽ đưa nè, đó đây là cái inhaler đó. Đây là cái inhaler mà bác sĩ đã đưa cho mình nè đó. Thì khi mà các bạn khó thở á, thì sẽ mở cái này ra, nè đó, nó có thuốc rồi, cái mình há cái họng ra mình xịt vô đó. Thì bác sĩ nó cũng cho mình một cái ống tube, cái ống nhựa này, để mình đút cái thằng này vô đây đó.
để cho cái thuốc của mình là nó được đưa vô tới cái cổ họng của mình đó. Nhưng mà mình thấy cái ống này hình như nó không có work, nó không có work much đó, thành ra là mình thấy, thành ra là mình chỉ dùng cái thằng này thôi, tuy là nó ở ngoài tay nhưng mà cái thằng này mình xịt vô mình thấy nó cũng không có vô được tới cổ họng của mà cái thuốc này ha, là nếu mà bạn mà không có bảo hiểm đi mua một chai là 200 mấy chục đồng một chai, rất là mắc hả. Mình cũng hên là mình có bảo hiểm nó cover, thành ra là mình không có phải trả tiền hả. Thành ra là cái đầu cái mình mới lấy cái nốt của cái cô bác sĩ đó, mình nói là thôi bây giờ cô cho tôi cái nốt thì để tôi về tôi xin cái cơ quan nơi cái chỗ làm việc của mình đó, để mình xin nghỉ 2 tuần, bởi vì trong cái thời điểm này là nó cái đỉnh điểm của cái dịch COVID, thành ra là mọi người khuyên mình đó là không nên đi làm, bởi vì mình đã bị cái bệnh này mình đã khó thở rồi, mà nếu mà mình gặp cái con COVID này mà nó xâm nhập vô người của mình nữa là kể như cái nước là mình không kháng cự nổi đó. Rồi mọi người sợ là mình sống một mình không có gia đình không có ai chăm sóc đó, thì mọi người khuyên mình nên nghỉ làm 2 tuần đi để ở nhà tự cô lập, có nghĩa là tự mình tự gọi là self isolate, có nghĩa là tự cô lập, có nghĩa là mình tự ở nhà. Còn cái quarantine nó gọi là cách ly nha, còn cái self isolate là tự cô lập hả, là mình không có đi ra ngoài chỗ cộng đồng, mình tránh cái chỗ đông người để mà mình đừng có gặp cái anh COVID anh COVID này. Mình một thân một mình bây giờ mà mình bệnh rồi chắc chắc cái nước là mình nằm một đống không ai lo cho mình chết quá đó. Thì mình có giấy bác sĩ thì mình làm đơn mình nộp vô cái chỗ làm của mình đó, thì họ cũng approve cho mình nghỉ 2 tuần lễ đó. Thì nói chung là mình cũng thích đi làm chứ mình cũng thích ở nhà, nó rất là buồn các bạn, nhưng mà vì tình hình sức khỏe thành ra là mình phải đành chịu ở nhà 2 tuần, chờ nó chán muốn chết luôn á. Họ cũng nói là sau khi mình apply xong rồi á, thì nói chung là thí dụ như mình còn cái sick pay, vacation pay gì đó, mình apply vô đó thì họ sẽ vẫn trả tiền cho mình hả. Còn ngoài những cái ngày mà mình có được mình earn khi mà mình đi làm, mình earn cái sick pay á, với lại cái vacation pay á, rồi á, thì họ sẽ trả cho mình cái 14 day emergency pay đó, của công ty. Có nghĩa là cái trường hợp của mình đó là nó trả về cái vấn đề là emergency pay. Mình cũng hỏi họ là mình nghĩ vậy mình có nên cái apply cái paid family leave and medical leave, tại vì cái bang Washington của mình đó là nó có cái chương trình đó. Bữa hôm mình có chia sẻ cho các bạn đó là cái chương trình mà paid family leave của bang Washington. Nó mới có hồi đầu năm 2020 vào tháng Giêng, thì mình đã apply cái chương trình này lúc mà mình ở nhà mình chăm sóc ông xã mình đó. Đó thì mình đã có chia sẻ cho các bạn ấy. Thì nói chung là họ mới giải quyết cái đơn của mình hồi đầu tháng 4 này đó. Nó nghe mình apply hồi cuối tháng Giêng mà tới tới đầu tháng 4 nó mới process, có nghĩa là bây giờ là đơn quá nhiều luôn các bạn, đơn quá nhiều hả. Mình sorry mọi người nha, tại vì trong quá trình mình đang làm video clip thì mình có cuộc gọi gọi tới. Thì nói chung là khi mà mình lãnh được cái check của cái pay family leave đó, thì họ chỉ giải quyết cho mình cái tuần lễ đầu tiên mà mình apply khi mà mình chăm sóc ông xã ở nhà bệnh thôi. Còn sau cái thời gian mà khi mà ông xã mình mất rồi á, thì họ họ không có trả cái tiền cho người thân mất đó. Thì mình chỉ nhận được cái paycheck của cái tuần đầu tiên thôi. Thì cái tuần thứ hai á, thì nó nhảy qua 1 2 ngày á, thì họ nói mình claim 1 ngày 2 ngày họ sẽ trả cái tiền đó, nhưng mà mình chưa có thấy cái tiền đó về, họ chỉ trả mình của cái tuần đầu tiên mình ở nhà thôi.
Thì đó là mà một số chia sẻ của mình hôm nay về vấn đề đi khám bệnh ở Mỹ trong cái mùa dịch Covid này, thì nó cũng có một cái số trở ngại như vậy. Thì cũng báo cho các bạn ở Mỹ biết đó là nếu mà mình có những cái triệu chứng như mình á, khó thở á, thì hay là ho hay là bất cứ bệnh gì mà nó high risk to COVID thì các bạn nên apply xin ở nhà để giữ gìn sức khỏe. Chúc mọi người stay safe and stay healthy. Thì cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi clip của mình. Xin hẹn gặp lại các bạn clip sau. Thank you for watching and have a nice day everyone. And see you again next time. Thank you for watching. Bye for now.